Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see us through. Xin chào các bạn. Hôm nay phát động phong trào thứ ba Arizona là những người nào biết may mà có thời gian may để ủng hộ mọi người thì chúng ta chung tay mỗi người một phần để giúp cho chính phủ, những người phục vụ service đi đầu tuyến ha. Hôm nay là mình sẽ dùng chất liệu vải cô tông, tức là chất liệu vải cô tông 100% ha. Nó sẽ hép được, mình lọc không khí, với lại là lọc được, chống được virus ha. Mình sẽ may làm hai lớp cô tông ở trong ở ngoài luôn. Đây là cái rập mình đã thiết kế. Thêm mình đã chỉnh sửa, mình đã may thử và chỉnh sửa theo cái khuôn mặt của người lớn hoặc là những trẻ em cỡ 14 tuổi trở lên cùng có thể xài được một cái rập này. Mà khi mình mang vô là nó sẽ ôm từ trên mũi xuống cái càm của mình và hai bên mang tay nó sẽ ôm chứ nó không có bị phồng ra ha. Mình đã làm một cái một trước là đây. Mình đã làm một cái thử một cái trước. Rồi mình đã mang thử vô thì mình thấy nó rất là ôm nha. Ôm kín. Cái này là mình may để mình đem donation cho những người đang phục vụ ngoài chỗ food bank. Người ta, những người lính họ phục vụ để họ help người dân xin đồ ăn mà họ không có mang, họ không đủ khẩu trang để họ mang. Thì bây giờ thì mình cũng chung tay với mọi người may để help ha. Mình mong là mình sẽ có sức thật nhanh để mình may thật nhiều rồi mình đóng thùng mình đem ra mình gửi trong thời gian mà chống virus ha. Rồi bây giờ các bạn theo mình nè, với số đo, thực sự ra là số đo cái này thì là mình đã chỉnh sửa rồi, mình cũng tham khảo một số cái rập của các bạn trên mạng thì mình đã thấy là số đo đó mình cũng chỉnh sửa lại, mình làm một cái để mình chỉnh rồi mình đeo thử thì mình chỉnh sửa lại ha. Từ ngay chỗ mang tay phía xuống cái càm này, cái sổ cho đường dây ha, cái này là mình chưa tính, cái này mình chưa có tính cái đường may. Bây giờ là mình chỉ tính rập trước đã ha. Là từ trên xuống là 6 phân. Đó, 6 phân. Cái chiều dài chiều cao của mang tay trên dưới này là 6 phân ha. Mình vẽ cái này trước, xong rồi mình vẽ, mình chia ra, lấy 6 phân thành 3 phân rồi mình chia ra. Mình sẽ vẽ một đường dài từ đây, từ bên đây qua bên đây là 12 phân. Là 12. Như số đo này là mình đã chỉnh sửa ra ha. Từ đây tới đây là 12 phân. 12 phân. Sau đó từ điểm từ ở ngoài này vô 12 phân mình sẽ vẽ 2 phân rưỡi ha. Mình lần dấu 2 phân rưỡi. Xong rồi mình vẽ một đường thẳng từ trên này xuống. Thẳng mình được trên này xuống. Không phải là đường thẳng mà mình hơi cong hơi xéo một xíu nha bạn, ốp một phân. Một trên này ốp vô một phân. Thay vì nó là thẳng như thế này. Như thẳng như thế này thì cái lỗ mũi mình nó hơi nghiêng vô một xíu thì mình sẽ ốp một phân, các bạn thấy không? Đường thẳng xuống nè. Đó, đường thẳng xuống thì mình sẽ ốp vô một phân. Đó để nghiêng về vùng mũi. Đó, thì từ điểm của 12 này mình vô là 2 phân rưỡi. Mình vô là 2 phân rưỡi ha. Rồi sau đó là ở trên từ cái giữa điểm đó mình tính là 10 từ trên xuống là 13 phân rưỡi. Cho 10, 14 đi. 14.
đúng là 14 đi. Sau đó là mình lấy điểm giữa của 14 là 7 đúng không? Là mình lấy điểm giữa của 7 nè. Điểm giữa của 7 nè. Của 7 nè, mình đưa lên trên, nếu mà đưa lên trên đây, mình lấy giữa điểm này xuống, mình 7 này dưới này. Đúng không? Đó. Là mình lấy được 14, từ trên đây là 14 phân, 14 phân. Là điểm điểm xéo ha. Nhớ ốp vô một phân để ngay lỗ mũi nha mấy bạn. Rồi sau đó là mình từ cái điểm của 12 nè, thấy không? Mình vẽ một đường, mình vẽ một đường như thế này. Một đường thẳng như thế này, xong rồi mình vẽ một đường thẳng như thế này. Rồi sau đó mình đánh cái đồ bầu của nó, mình đánh cái đồ bầu nó thì bây giờ nó ra là cái rập như thế này. Đúng không? Mình nói chắc là mình nói chậm nên mấy bạn sẽ chắc chắn sẽ hiểu. Sau đó mình lấy một miếng vải, mình để thẳng, thì cái này là mình thẳng ngay chỗ cái vần mang tay của mình đúng không? Mình sẽ để mình cắt một miếng vải cỡ như vậy. Đó. Cái này là mình đang chừa một đường may. Mình chừa đường may nghe các bạn. Thì mình sẽ đi bên đây. Vừa đủ cái đường may của chân vịt thôi chứ không cần, nếu mà ấy thì ra xíu cũng không sao. Đó, không không cần chính xác, không cần mà mình phải làm chính xác lắm. Mình may như thế nào thì mình nhắm mình đi đường đường may như thế đó. Đó mình vẽ vẽ cho nó hở ra như vậy. Để xong. Sau đó là coi như là mấy bạn rẽ cái rạp xong rồi mấy bạn sẽ ra được cái này. Đúng không? Khi ra được cái hình dáng như thế này thì mấy bạn may, mình nhớ là khi mình may hai lớp thì là mình sẽ cắt 4 miếng. Mình sẽ cắt 4 miếng là như vậy. Tùy theo mấy bạn coi thử mặt phải mặt trái mà mấy bạn thấy được cái mặt vải nào đẹp thì mấy bạn may ha. Nói chung thì mình may, khi mà mình may mình cũng cẩn thận coi thử mặt phải mặt trái ra cho nhìn nó đẹp xíu, nhìn cho nó bắt, nhìn cho nó sạch sẽ xíu ha. Tùy theo mấy bạn thích sớ này thích sớ kia đó. Sau đó là mình may đó, mấy bạn nhìn mình may nha, mình may rất là chậm. Đó, mình may như thế này. Cái lại có đồ cong á, nên mấy bạn cần á, mình may như vậy. Không. Đó, mình đã cắt sẵn một mớ rồi, nhưng mà mình sẽ ấy cho mấy bạn coi là nó như thế nào. Sau đó, mình muốn mình may một cặp mà mình không cần phải lộn phải không? Thì mình sẽ may đối đi đối diện như thế này. Đó. Sau đó mấy bạn sẽ tách nó ra. Mình khi mình may á, mình đã may rồi thì mình cẩn thận mình may xíu cho nó đẹp xíu, nhìn nó cũng bắt mắt, rồi mình đeo lên mình thấy nó sạch, nó nhìn thấy nó rồi xíu nha các bạn. Tánh mình cẩn thận đấy. Đó, khi mấy bạn may về hướng bên này, các bạn may về hướng đường chỉ 1 ly bên này thì cái đối diện mấy bạn sẽ may cái đường 1 ly phía bên này đối diện lại. Tại vì mình khi mình áp hai cái vô, mình tránh cái trường hợp nó còm lên, mình đeo lên á, mình thấy cái đường may tự nhiên nó bị còm lên, rất là nó rất là khó chịu ha. Đó. Cái vải này vải satin mà có chất thun ở trong đó nên cái chất này chất cô tông chứ. Sorry với bạn nha, mình may đồ quen rồi, mình may ba cái chất satin vải may đầm nó quen. Quen miệng. Đó, sau đó mình bấm ra. Phần này là phần ở trên mũi. Đúng không? Phần che ở trên mũi nè, hai cái mình ốp lại. Đó mấy bạn thấy không? Đó, một cái thì đường may bên này, một cái đường may phía bên này. Đó, hai cái nó đối lập với nhau thì khi mấy bạn ốp vô mấy bạn sẽ thấy nó không có bị cộm. Đó. Bây giờ mình may cái đường cái đồ này may rất là đơn giản. Bây giờ nó thay vì mình ủi mình đứng lên đứng xuống rất là mệt, rất là mất công. Đó, chỉ mình may như vậy thôi. Đó. Mình gấp hai cái này lại. Các bạn nhìn đi nha, tí hỏi tại sao là mình phải gấp hai cái này lại đúng không? Đó, mình gấp hai cái này lại xong, mình lấy muối. Mình lấy muối xong cái mình chạy một đường.
cái điểm này mình lại xuống, mình lại gấp hai cái đầu cái chỗ này lại, thấy không? Đó, mình may quen rồi mình gấp, còn mấy bạn may như thế nào thì mấy bạn canh xíu cho hai bên. Khi mà mình bỏ cái sợi dây thun của chỗ này á, mình thấy nhìn thấy nó hai cái trên dưới đều đều cân xứng với nhau, nó vậy nó không lòi ra, nhìn thấy nó professional hơn ha. Bây giờ mình chọn này, mặt nào là mặt trước, mặt nào mặt sau thì mình sẽ dằn. Nếu mặt ở trong thì mình sẽ dằn ở phía một bên này, gọi là dằn một ly á, các bạn nhớ ha. Quen, tránh trường hợp mày loài chỉ ra ngoài á, nhìn thấy nó rất là xấu. Mình không có lấy muối sát nơi rồi mình vô trong mình lấy muối, tại vì nhiều hộ nó hay đẩy vải á, nhìn rất là xấu. Đây. Rồi tới cái công đoạn này rồi thì mấy bạn thấy hàng loạt ở trên trên bàn của mình đó là nó có rất là nhiều. Trên đây là cỡ 15 cặp, 15 cặp mây cái đồ bịt đó các bạn. Đây, nó đã tới công đoạn này rồi. Thấy không? Bây giờ đó là khi này mà bây giờ mình may là mình lượt như thế này rồi xong đúng không? Mình cắt chỉ. Rồi. Mình úp cái mặt này lại. Úp lại cái mặt này lại. À, mình đã dàn chỉ bên đây rồi, mình định hình được cái phần trên là mũi mình rất là đẹp. Sau đó bên đây mình cũng gấp đôi lại, mình gấp đôi cái này lại xong rồi mình bỏ vô mình lấy muối, mình mới dằn lấy muối lại, rất là đơn giản. Mình muốn share với các bạn đi, chi trong cái thời dịch này ở tiểu bang mình bây giờ hiện tại lên là cả 800-900 người bị mắc bệnh rồi ha, mà trong đó là 22 người, hiện tại bây giờ là 22 người chết rồi, nên mình không biết là nó sẽ dẫn tới như thế nào. Chiều nay chính phủ cho ở tiểu bang mình là cho là coi như là những gì mà không cần thiết thì không ra đường ha, giống như gọi là tự cách ly đó. Là Arizona này là tự cách ly trong vòng 1 tháng, 2 tuần tới 1 tháng để biết được người nào bệnh hay không bệnh thì tự động họ tự cách ly bản thân để bảo vệ cho người khác ha. Còn bây giờ mình chỉ tranh thủ, bây giờ là mình tranh thủ mình cắt đập hàng loạt để mình ngồi mình may thôi đó. Cho dù nó nằm ở trong nhưng mình cũng nhìn cho thấy nó sạch sẽ chỉ xíu đúng không? Mình cho mình may mình cho nhưng mình cũng phải làm cho đàng hoàng đúng không mấy bạn? Đang tập cái tánh cẩn thận. Rồi bây giờ mình lộn lại nè. Bây giờ này. Này thấy mặt này là mặt trái đúng không? Hai lớp đó, mình lộn lại. Bây giờ nó ra rồi đó. Phần này là phần trên của mũi này. Đúng không? Cái này tí này mình ủi, mình có bằng ủi hơi á, mình ủi ra là sạch, để nó sạch. Nó gần xong. Cái công đoạn và mình đã may sẵn một cái rồi thì mình sẽ biết được cái chiều dài của nó, kích thước của nó. Tại thun nó sẽ giãn ra thì mình sẽ biết được là từ ngay chỗ cái mang tay của mình nó ra chỗ cái đồ đeo tay của mình là nó dài bao nhiêu ha. Cái này thì mình chưa có nắm bắt được, mình chưa có nhớ kịp nên mình sẽ mượn cái đầu tiên cái mẫu mình. Bắt đầu mình đo ở đây ha. Mình đi vòng ở đây. Mình sẽ đo xong rồi mình sẽ cho mấy biết mấy bạn biết là nó bao nhiêu phân đó, sau đó mình cắt ở đây. Thun hôm qua mình đi, mình tranh thủ mình đi ra ngoài biết là ở ngoài đây giờ là gọi là điểm điểm đỏ rồi ha, nhưng mà mình vẫn vẫn đi ra ngoài mình mua dây thun
mình mua rất là nhiều. Tí nữa mình sẽ cho mấy bạn coi là mình mua. Đây, không, dở mình đang nhiều chuyện mình cho mấy bạn coi luôn ha. Đây, mình có rất là nhiều vải màu để loại vải cô tông để may khẩu trang, nên mua đủ các loại màu để nó trùng với cái màu vải để mình cho nó nhìn cho nó bắt mắt ha. Trong lúc đang làm thì nhiều chuyện xíu. Bây giờ là hai sợi dây này là coi như là mình đã cắt ra. Bây giờ là mình sẽ dùng thước đo để mình đo thử nó là bao nhiêu phân. Thì mấy bạn chịu khó mình xíu nha. Ok, 14 phân rưỡi, 14 phân rưỡi, 14 phân rưỡi. Một bên là mấy bạn cứ bỏ vô trong cái đường may cứ nửa phân, 14 phân rưỡi. Một bên mấy bạn bỏ vô trong vải này là nửa phân, là còn 13 phân rưỡi. Mình muốn cho đẹp á, mình sẽ đi lấy muối từ phía trên này. Chính cái trường hợp nó đầy vải, mấy bạn biết không? Đó, mình đi một ly ở trên này đúng không? Cho mấy bạn thấy việc mình chỉnh cái máy nè. Mấy bạn nhìn thấy ha, nhìn thấy kỹ ha, mình chạy một ly nè. Sau đó nè, mình sẽ kéo, mình sẽ mượn cái kéo này nè, mình cầm mình hơi kỹ xíu nè, mấy bạn thông cảm nha. Đấy. Đó, cái chỗ này mình sẽ dằn, mình dằn xíu muối xong mình xuống đây, mình sẽ lấy cái này mình đun cái qua này vô. Hồi nãy mình dằn ở phần dưới rồi nên phần trên nó trống á, mấy bạn bỏ vô thấy là nó ngay ngay cái góc này luôn, nó ngay cái góc khớp luôn rồi, cái nhìn ra nó rất là đẹp. Đó. Kéo cái này xuống. Là mình ở xa những người bạn thân của mình, những người bạn mà mình biết, chứ nếu mà ở gần thì mình cũng may, mình cũng gift cho họ ha, làm quà cho họ để họ không có không biết. Thực sự bây giờ thực sự là mua trên online không biết cái nào là cái chất cô tông, cái này này nọ hết, cái nào tốt cái nào không. Nhưng bản thân mình lên mình coi thì theo chất liệu vải cô tông 100% thì nó sẽ hép rất là nhiều. Các bạn có thể xài được, các bạn có thể giặt được, xài đi rồi sau mấy bạn giặt lại được, không có cần phải bỏ. Đó, bây giờ mình lược cái đây, cái mình đun vô nè, đun sẵn thì mình lấy dấu đây, mình nó mày sẵn rồi. Xong là mình bỏ như vậy, như vậy thấy mấy bạn thấy như vậy là xong rồi đúng không? Đó, nhìn như vậy là thấy nó ra được cái đó. Giờ bắt đầu mình đi phần mũi trên nè, nó chất có hơi giãn nên khi mình ủi bằng ủi hơi là nó sẽ rút lại nghe, và nó sẽ ôm vừa được cái vòng mũi của mình. Đây, đây là cái công đoạn mình may xong cái khẩu trang để mình xài. Đúng không? Đó. Các bạn thấy là xong phần cái khẩu trang của mình rồi đó. Khi mà mình đem qua mình ủi xong thì cái phần trên cái phần mũi này nè, mấy bạn thấy không, nó
khi là một rập thì nó đã ra cái khuôn y như vậy nè, nó như là một mẫu y vậy đó đó. Các bạn đã thấy rồi đó. Này khi mình ủi ra, mình chưa ủi cái này, mình chưa ủi ha, mình sẽ lấy bằng ủi hơi mình ủi ra thì nó sẽ là như vậy. Nên mình cũng góp phần một phần nào đó là mình share với các bạn về làm cái khẩu trang mà người lớn, từ người lớn nam nữ 14 tuổi trở lên xài với mình được như cái này. Tại vì những đứa nhỏ còn 14 tuổi thì mình mới cho được đường khi cần thiết thôi, còn những đứa nhỏ thì nên ở trong nhà nên mình không cần phải may ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái phần video ngắn của mình, cùng share với các bạn cái size may sao cho vừa để mình xài mà không để cho cái vi khuẩn đi đường mũi hoặc là đi đường dưới hai bên bàn tay nó vô trong cái phòng hô hấp của mình ha. Còn khi nào mình đi mình làm số lượng cần thiết mà nó lên nhiều thì mình, khi mình đi donate mình sẽ cho mấy bạn coi video của mình ha. Thank you các bạn nhiều. Tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn video mình đi donate cho những người phục vụ cho dân ha. Thank you. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.